Kim Thủy mến chào chú và anh chị. Một năm nữa sắp qua, tính ra khoảng tầm hơn 2 tháng nữa là cô chú và anh chị mình sẽ khép lại một năm cũ. Nhưng mà thời điểm này á, là một trong những thời điểm mà cô chú và anh chị mình trước giờ mình đang có nhu cầu tìm nhà, cần đổi một căn nhà như ý hơn. Vâng, kênh của Kim Thủy luôn dành cho cô chú và anh chị có nhiều sự lựa chọn. Vì phân khúc nhà nào bên Kim Thủy cũng có hết, dưới 1 tỷ, dưới 2 tỷ, dưới 3 tỷ. Để cho cô chú và anh chị một khi mà đã đăng ký kênh rồi, mình sẽ có nhiều sự tham khảo. Và đây là một trong những căn nhà mà bên Kim Thủy thiết kế và xây dựng. Với diện tích căn nhà mình tới 24m, một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, có một phòng thờ riêng biệt và 2 phòng vệ sinh. Với thiết kế không gian mở, khi mà cô chú và anh chị mình đến xem, mình đã cảm được không gian nhà mình đã thích rồi. Thêm một mẫu nhà đẹp nữa sẽ làm cho cô chú và anh chị hài lòng. Kênh của Kim Thủy trong thời gian qua được cô chú và anh chị có những cái lời bình luận góp ý chân thành, Kim Thủy rất là cảm ơn cô chú và anh chị. Và với phương châm làm việc trách nhiệm và rõ ràng, đảm bảo cô chú và anh chị mà khi làm việc qua Kim Thủy mình sẽ hài lòng về những thông tin mà Kim Thủy chia sẻ trước khi mình đi xem nhà, để mình đến căn nhà của mình xem đúng nhà đúng giá rõ ràng, để mình không mất thời gian của mình. Và đây là một trong những căn nhà cho cô chú và anh chị có đường xe ô tô và khoảng sân đậu ô tô. Và thiết kế nhà mình có một căn phòng ngủ ở tầng trệt để nhà mình có nhiều thành viên, thì có ông bà lớn tuổi mình ở chung thì rất là thích. Và với căn nhà hướng nam phù hợp với nhu cầu mà cô chú và anh chị đang tìm cái hướng. Và khu vực nhà mình rất là dễ đi, đi từ hướng chợ Bình Chánh vào đường Đinh Đức Thiện nha. Cô chú và anh chị đến di chuyển đến đường tỉnh lộ 835B giúp Kim Thủy, nhà mình gần ủy ban xã Phước Hậu. Và với khoảng sân này chiều sâu vô khoảng tầm 6m nè, tha hồ mình đậu một chiếc xe ô tô và chạy vài chiếc xe máy. Và khi mình bước vào nhà, cái vẻ đẹp của ngôi nhà sẽ làm cho cô chú và anh chị mình hài lòng. Vì hiện tại hai căn nhà này trong thời gian qua Kim Thủy cũng có một vài video để chia sẻ cho cô chú và anh chị rồi. Bên Kim Thủy có tặng thêm một bộ ghế sofa và những cái bức tranh tô điểm. Hai mẫu nhà thiết kế công năng sử dụng giống nhau với một kiểu mái thái và tông màu kem phía ngoài. Nhìn ngôi nhà mình rất là sáng và nổi bật. Đường phía trước nhà của mình là được tráng bê tông sạch sẽ, đường ô tô đến nơi và chạy vào trong khoảng sân luôn. Khi mà bước vào nhà có một cái dạng cửa cổng rất là chắc chắn và kiên cố, ánh đèn thắp sáng lung linh cho hết một cái trụ cổng này. Và gạch lót cho cái khoảng sân cũng được chống rong rêu sạch sẽ. Và Kim Thủy rất là thích về cái khoảng sân này, có thiết kế một cái bồn trồng cây. Ở căn nhà của mình di chuyển về trung tâm quận 1 của mình cũng thuận tiện khoảng tầm 25-30 phút. Và thường ở trong Sài Gòn của mình thì cũng giá đã cao lắm rồi. Chắc chắn điều đó cô chú và anh chị tìm hiểu nhà thì mình cũng nên tìm hiểu có một cái mức giá mà với sổ hồng riêng. Diện tích này thì chắc chắn không có một cái mức giá tổng như Kim Thủy chia sẻ. Cụ thể chi tiết ngôi nhà của mình và giá tổng, nếu mà cô chú và anh chị thấy phù hợp, gọi Kim Thủy theo số hotline trên màn hình để có thể chia sẻ một lần nữa để trước khi mình đi xem nhà nha cô chú và anh chị. Và với cái bộ sofa này, bên Kim Thủy mới đặt một cái loại sofa bằng chất liệu vải, da rất là cao cấp luôn, và bàn là bàn kính, để cho cô chú và anh chị khi mà về mình đã có bộ sofa để mình đón khách rồi. Và trang hoàng cho mình một kệ tivi đối diện nữa, gắn thêm một cái tivi treo tường nếu mà cô chú và anh chị mình sắp đặt cho ngôi nhà của mình theo ý mình. Và trên trần là một loại trần đúc được làm rất là kiên cố và đẹp, có một cái đèn thắp sáng chính giữa, mẫu mới hiện đại. Không gian phòng khách rất là rộng nha, phòng nào cũng rộng hết, vì thừa hưởng nhà mình có một cái diện tích là 5-24m. Vâng, với khoảng không gian phòng khách đã làm ngôi nhà mình đã sang rồi, sang từ khi mà ánh nhìn đầu tiên luôn. Và có một cái vách ngăn để ngăn phòng khách và lối đi lên cầu thang. Cầu thang sẽ cặp bên tường cho không gian nhà mình nó rộng rãi hơn. Đây có nhiều ngăn nhỏ nhỏ đây nè, có thể mở ra nhỏ cho cô chú anh chị xem. Và phía trước của cái quầy bar này cũng có nhiều ngăn nữa, đó, mình để đồ quà lưu niệm nè, còn vật linh tinh cho nhà mình nó gọn cũng được. Đó, ngăn nào cũng rộng hết. Với căn nhà thường cô chú và anh chị mình tìm nhà thì chắc chắn nhu cầu của mỗi người á, mình lúc nào cũng mong muốn có một căn nhà rộng, căn nhà lớn cho thành viên của mình. Nhưng mà tùy vào cái tài chính của cô chú và anh chị, dù là nhà nhỏ hay là nhà lớn, đều là cái nơi cho cô chú và anh chị quay về sau những ngày làm việc mệt mỏi. Thì với những công trình bên Kim Thủy cho mình có nhiều sự lựa chọn, nhưng mà khi mà Kim Thủy tư vấn nhà cho cô chú và anh chị á, hoặc là nhu cầu cô chú và anh chị tìm nhà thế nào á, thì Kim Thủy hay chia sẻ cô chú và anh chị nên tìm nhà phù hợp với khả năng của mình trước. Đó, thì người nhu cầu mình tìm nhà lớn thì nhiều khi mình chưa có đủ khả năng mình vay vốn ngân hàng thêm. Thì hiện tại ngân hàng vẫn cho cô chú và anh chị vay trả góp dài hạn nha. Kim Thủy sẽ có ngân hàng hỗ trợ cho cô chú và anh chị. Nhưng mà bên cạnh đó cô chú và anh chị phải có mức thu nhập ổn định. Nếu mà mình muốn cần một ngôi nhà phù hợp với tài chính của mình, đó, để mình yên tâm, để mình không có áp lực, thì mỗi nhà bên Kim Thủy còn cái phân khúc rẻ hơn rất là nhiều. Cô chú và anh chị đăng ký kênh để ủng hộ Kim Thủy ạ. Và với khoảng gian bếp này rất là rộng và thoáng luôn.
thoáng từ khoảng sân trước gió thổi vào căn nhà của mình, thoáng từ sân sau nữa à. Và ở đây có nhiều ngăn lắm, mình để đây một cây ốp chén thì tiện nè, một cái khung thờ ông Táo và rất là nhiều ngăn tha hồ mình để đồ khu vực này, và ngăn nhỏ nhỏ đây nữa. Và với một mẫu nhà đẹp cho cô chú và anh chị mình sẽ thích khi mà mình đến mình cảm nhận và mình đến tham quan, nhưng mà giá tiền không biết có phù hợp với mình hay không thì giá nào cũng thì cũng báo giá rõ trong video. Và với căn nhà nào trong những căn nhà sổ hồng riêng à, không có chung ai hết đó cô chú và anh chị yên tâm. Với khoảng không gian phòng bếp cũng rộng luôn, kế bên là khoảng không gian căn phòng vệ sinh à, nơi để máy giặt nè. Và căn phòng vệ sinh này cũng đầy đủ những trang thiết bị mới cho nhà mình nha. Và còn ở đây là những thùng sơn, vì công trình nhà này nhà mới nên khi mà cô chú và anh chị đón nhận ngôi nhà này á, có nhiều khi hỗ trợ về cái vấn đề sơn, nhiều khi lâu ngày á, cô chú và anh chị hay đi qua quẹt thế này nè, bên kinh thì sẽ dùng những cái thùng sơn này để hỗ trợ để mình dẫm vá lại. Dọc theo cái này sẽ cho mình căn phòng ngủ tầng trệt rất là thích luôn. Cô chú và anh chị thấy cái mẫu căn phòng ngủ này rất đáng yêu phải không ạ? Thật sự rất là đáng yêu luôn. Trần ở đây rất là thoáng và cao. Và cánh cửa này là cửa lùa cho cô chú và anh chị mình rất là dễ mở luôn. Và với căn nhà này á, là một trong những cái mẫu mà cô chú và anh chị mình rất là hài lòng trong thời gian qua, vì lối thiết kế căn phòng ngủ mà có một cái view sân vườn phía sau như thế này. Wow, ở đây có một cái bồn trồng cây rất là xinh rồi. Mình có thể làm một cái máy che di động để mình đón gió vào căn phòng của mình rất là thoáng. Xem cánh cửa nữa đó, như cô chú và anh chị thấy là cái một mẫu nhà rất là hiện đại và thoáng. Đây là một trong những căn nhà mà bên Kim Thủy rất là tâm huyết ngay từ cái lúc mà phần xây dựng cho đến nhà hoàn thiện. Và với mức giá này cũng là một mức giá tri ân rất là nhiều, vì trong thời gian qua cô chú và anh chị làm việc qua Kim Thủy á, thì cái giá này bên Kim Thủy là giá sát nhất từ bên công trình xây dựng, nên cô chú và anh chị yên tâm nha. Chú và anh chị nhìn tổng thể lại ở dưới tầng trệt với khoảng không gian rộng cho mình đón nhận ngôi nhà, thật sự rất là thích luôn, từ cái vẻ bề ngoài, từ cách trang trí cho mỗi phòng. Nếu mà cô chú và anh chị quan tâm, mời cô chú và anh chị gọi Kim Thủy theo số hotline trên màn hình để mình trực tiếp xuống xem nhà cùng với Kim Thủy. Vâng, với vị trí căn nhà mình như cô chú và anh chị mình cũng đã hướng về chợ Bình Chánh vào đường Trinh Nước Thiện rất là dễ đi. Chi tiết trên lầu nè, cầu thang được cặp bên tường, rất không gian nhà mình nó rộng, nó thoáng hơn. Và không chần chờ nữa, Kim Thủy mời cô chú và anh chị cùng lên tham quan. Cái điều mà cô chú và anh chị mình hài lòng về thiết kế ngôi nhà này, ở dưới tầng trệt cho đến trên lầu 1, không gian nào cũng thoáng hết. Khi mà bước lên lầu 1 đây, có thể có một cái khoảng không gian này nó rộng thế này, mình có thể để đây, mình để đồ nhiều hơn cho không gian để tủ thêm á. Còn khu vực kia mình để một cái trang thờ rộng rãi đó. Nếu mà cô chú và anh chị mình cần một ngôi nhà rộng để cho mình để đồ nhiều thì căn nhà này rất hợp lý luôn. Và với căn phòng ngủ thứ hai, với căn phòng ngủ này trần trên đây được làm bằng trần là phong thạch cao rất là đẹp, và cửa sổ hướng ra ngoài cái phía sau nhà, lớp 2 lớp chắc chắn bảo vệ an toàn. Thì nhà bên Kim Thủy có rất là nhiều hướng đi á, từ bên quốc lộ 1A trải dài qua đến quốc lộ 50, nên công trình nhà bên Kim Thủy được cô chú và anh chị mình đón nhận rất là nhanh trong thời gian qua, vì nhà đã có một đưa cho mình có mức giá tốt rồi, và khu vực thì nó rất là phong phú. Một khi mà cô chú và anh chị mình đăng ký kênh, chắc chắn sẽ cho cô chú và anh chị có một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Và với căn phòng vệ sinh thứ hai này, đầy đủ những trang thiết bị cần thiết, và trên đây có những cái vòi sen tắm này, thấy màu đen cũng hay đó, di động cố định như thế này để tiện đó. Mình sẽ sở hữu một căn nhà đẹp với những trang thiết bị đều là thiết bị hiện đại đẹp cho cô chú và anh chị khi mà sở hữu ngôi nhà. Mà thay vì cô chú và anh chị mình mua đất, mình đang có nhu cầu mà mình tìm nhà nhưng mà mình không có thời gian, không à, mình mua đất thì mình không có thời gian để mình theo dõi công trình, thì nhà bên Kim Thủy cho cô chú và anh chị mẫu nhà kiên cố. Và nếu mà mình đang có nhu cầu mình tìm hiểu những cái mẫu nhà đẹp á, thì công trình bên Kim Thủy á có nhiều mẫu cho cô chú và anh chị mình tham khảo. Cô chú và anh chị đăng ký kênh để mình theo dõi nha. Và với căn phòng cuối cùng này, cửa sổ, cửa ra ngoài hành lang rất là thoáng. Căn phòng này là rộng nhất trong tất cả các căn phòng mà Kim Thủy chia sẻ nãy giờ. Và view ngoài này thì càng thích hơn nữa. Đây, như cô chú và anh chị thấy, từ những cái trụ cột này đã khẳng định được ngôi nhà mình á, kiên cố từ những cái trụ cột nè, gia cố và tay vịn đó, và tô điểm cho bên ngoài này những cái cây xanh nữa là làm cho không gian nhà mình càng thích hơn nữa. Gió thổi vào căn nhà của mình cũng thể thấy rất là thích luôn đó. Buổi chiều thì có nghe tiếng của bên xã, lo phát thanh bên xã để thông báo về cái tình hình kinh tế và xã hội của mình á, mình sẽ cập nhật được thông tin kịp thời ở khu vực nhà mình ở. Và ở đâu cũng vậy, cô chú và anh chị mình khi mà mình đến xem, mình sẽ đi tham quan hết khu vực đó, mình sẽ cảm được nơi của mình ở có thể mình định cư lâu dài hay không, có gần chợ hay không, gần trường học các cấp hay không, thì khu vực này cho mình đầy đủ cả trong vòng bán kính một cây số nha cô chú và anh chị.
không gian phòng khách này là một trong những cái phòng mà khi mà cô chú và anh chị mình đến xem, mình sẽ đập vào mắt mình, đó là khoảng nơi rất là thích luôn. Mình muốn sở hữu căn nhà này ngay với mức giá tổng 2.450 tỷ, và giá này còn thương lượng trực tiếp bên Kim Thủy từ bên chính chủ. Nếu mà cô chú và anh chị quan tâm, căn nhà này sẽ có nơi rất là đáng sống, đó là gần chợ Bình Chánh trên tuyến đường quốc lộ 1A. Mình vào đường Đinh Đức Thiện và đến đường tỉnh lộ 835 gần ủy ban xã Phước Hậu, và Kim Thủy sẽ đón cô chú và anh chị xem nhà ở đây. Với căn nhà diện tích rộng rãi 5 x 24 m, một trệt một lầu đến 3 phòng ngủ, có một phòng ngủ tầng trệt và có một phòng thờ riêng biệt, 2 phòng vệ sinh, nhà hướng nam. Nếu mà đang quan tâm về cái giá, hướng và đường đi, Kim Thủy đã chia sẻ rõ ràng trong video rồi. Còn có thắc mắc gì thêm, vui lòng cô chú và anh chị để lại bình luận, nhắn tin hoặc là gọi Kim Thủy theo số hotline trên màn hình. Kim Thủy sẽ trực tiếp tư vấn cho cô chú và anh chị mình đi xem nhà để đỡ mất thời gian. Với phương châm làm việc trách nhiệm vợ rõ ràng, khi mà cô chú và anh chị làm việc qua Kim Thủy sẽ làm cho cô chú và anh chị hài lòng từng chi tiết. Và với cái mẫu nhà này, Kim Thủy có 2 căn, và hiện tại cả 2 căn này, nếu mà gia đình mình có 2 thành viên mình muốn ở chung mà mình sở hữu sổ hồng riêng biệt, không có chung ai hết á, thì 2 cái mẫu nhà này cho cô chú và anh chị có nơi rất là đáng sống và mẫu mã đẹp, có sân đậu ô tô thoải mái. Vì đường của nhà mình cũng là đường xe ô tô ạ. Nếu mà cô chú và anh chị mình có thiện chí đến xem, Kim Thủy sẽ tri ân cô chú và anh chị, đó sẽ có một cái mức giá tốt hơn nữa. Vì bên Kim Thủy là trực tiếp làm việc và trực tiếp xây dựng nhà, có những cái công trình bên Kim Thủy liên kết anh em chủ đầu tư và có nhận thêm ký gửi nhà bán, nên sản phẩm bên Kim Thủy rất là đa dạng. Mong cô chú và anh chị đăng ký kênh và ủng hộ Kim Thủy trong thời gian sắp tới nè. Vì mỗi ngày Kim Thủy sẽ cập nhật thường xuyên những cái mẫu nhà mới, nhà bên Kim Thủy rất là đa dạng, giá nào cũng có hết, có phân khúc vài trăm triệu cho cô chú và anh chị đang có thu nhập thấp, gia đình mình đông người nè, và mình cần một ngôi nhà nhỏ để mình ăn cư trước, phù hợp với tài chính của mình là tài chính thu nhập thấp. Còn giá càng ngày càng cao hơn cũng có, chẳng hạn căn nhà hôm nay 2.450 tỷ, và giá này còn thương lượng cho cô chú và anh chị để đón một căn nhà trước Tết như ý nha. Và Kim Thủy cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều đã theo dõi và mỗi ngày trên kênh của Kim Thủy. Chúc cô chú và anh chị nhiều sức khỏe và sớm tìm được những căn nhà phù hợp nhất cho mình. Xin chào cô chú và anh chị, hẹn cô chú và anh chị mỗi ngày trên kênh của Kim Thủy nha.